đi gần gần. Tay cầm bắt cầm chiếc xe rồi lấy gì đâu gãy. Đây đây nè 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 nè. Đây là hút này là gãy cho nó. Cầm xe cho nó. Xe đây cầm chưa? Wow. Ông Tâm về lại chỗ cũ nha. Ông Tâm về lại cái chỗ mà ông Tâm. Ê ê. Ê. Ông Tâm ơi. Sao con hào phóng dữ vậy? Đủ rồi. Nhưng cái đó kìa. Quá trời gà kìa. Con bắt đi. Rồi, bắt bồ câu đi. Con bắt bồ câu đi. Đủ rồi kìa nhóc cái đó kìa. Ông Tâm con bắt bồ câu đi. Rồi bắt bồ câu chơi đi. Nè bắt bồ câu không? Con bắt. Bắt giùm đi hả? Đủ rồi, nhiêu đó đủ. Thôi, nhiêu đó đủ rồi con. Hả? Bắt một câu không? Bắt cho Tâm con nha. Nè rồi. Chú Tâm bắt cho con một con nè. Kìa ông Tâm bồ câu nè. Kìa. Con gờ cái đầu đi. Gờ nó lại đi. Con gờ gờ cái đầu đi. Đây chúng ta gờ lại chiếc xe nha. Đây chú cầm cho chiếc xe rồi con gờ đầu bồ câu nha. Rồi, rồi lẹ lên. Để xe đây Tâm. Nha. Rồi. Đó. Rồi con cho bồ câu không? Chơi xe luôn á hả? Kìa nhìn khoa kìa. Đó. Kìa đó nhìn khoa kìa. Đó. Đó. Dễ thương. Chíp được không? Quá dễ thương quá. Con gờ cái miệng con bồ câu đi, con gờ cái miệng con bồ câu đi. Nè, khóa gờ được nè. Rồi con bắt con khác đi Hùng Tâm. Con bắt kìa, con bắt con bồ câu kìa. Con bắt đi, con bắt đi. Rồi con bắt đi, nè, hai tay nhờ vô bắt đó. Chụp đó. Nè, nhờ vô chụp đó. Bắt cho Tâm hả? Tâm không bắt được. Úi da, à quý vị. Nè, bắt con nha. Đợi nó đi. Con này ha. Được không? Được không? Ôi. Không nữa. À, vui quá. Mình hả? Kìa Hùng Tâm coi gà ăn kìa. Gà với bồ câu ăn kìa con. Chơi gì cho ăn hào phóng quá. Cái này à. Kìa con bắt kìa, con bắt kìa đó. Kìa. Chúng bắt đi. Đó. Đó, em bắt kìa. Quá. Con ta bắt bồ câu đi. Chưa cầm chi. Chưa cầm đi. Con bắt đi, con bắt đi. Kìa lụ lại quá, lụ lại. Lụ lại chút ăn, thức ăn. Kìa, Hùng Tâm bắt đi, Hùng Tâm bắt bồ câu kìa. Hùng Tâm bắt bồ câu gà kìa. Ngồi xuống đi. Không dám đụng nó đi, dùng lại đi. Hùng Tâm chơi đi con. Trời ơi phun nè. Bắt con này đi. Ngồi xuống từ để ngồi cái xích ra đi cho bắt cho. Ngồi xuống rồi để cho nó lỡ nó ăn. Cho nó lỡ nó ăn mới bắt được. Đâu có được nó được. Kìa con kìa nó bắt dính nè, pha bắt dính con kìa thấy không? Pha bắt đi con. Ngồi xuống. Hùng Tâm. Bóp mạnh vô á để cho nó bắt cách. Wow, mấy con. Dễ thương quá. Ủa? Cây á. Đang bắt bồ câu xong rồi lấy sữa chua uống luôn vậy. Con. Kìa Hùng Tâm, bồ câu đằng sau lưng con kìa. Nhóc ở dưới kìa, còn nó dưới kìa đừng hốt nữa. Đừng có hốt nữa con. Rồi hốt đi, hốt nắm lên thôi. Rồi con giục mạnh ra. Giục mạnh. Giục mạnh. Dễ thương. Nữa hả? Thôi, đừng có cho nữa anh ơi.
gà nó ăn quá trời rồi. Thôi Hùng Tâm ơi, Hùng Tâm ơi, ngày mai cho ăn tiếp. Ai tài luôn. Ăn bữa nay mấy con này nó no bể bù dịu luôn. Con bắt đi, khoa, con bắt bù câu cho chú Nghiệp coi. Khoa. Ngồi xuống bắt bù câu ơi. Tướng bắt rồi. Tướng bắt kìa. Bắt nãy bắt mạnh lên. 2, 3. Rồi gãy ra. Gãy xuống đi. Rồi. Chỗ này là chỗ thân thương của Hùng Tâm ngày xưa đó. Chỗ này hồi đó lộ dạ. Đó, bước mạnh vô. Bước. Nữa hả? Hùng Tâm. Khỏe khỏe là. Khỏe khỏe. Bê quá rồi. Một năm trước là nó không làm được gì hết á. Wow, năm nay là cho bồ câu ăn luôn. Bồ câu thấy Hùng Tâm xuống nó khoái quá rồi. Hùng Tâm ơi, cho bồ câu ăn ít thôi con. Rồi được rồi, nhiêu nó đủ rồi. Rồi đủ rồi, đủ rồi. Rồi đóng đi anh. Nhiều lắm, nó ăn không hết. Đóng đi anh Tâm ơi, không thôi là hết thức ăn đó. Nó ăn không rồi, hết. Rồi, hết rồi. Đủ rồi, đủ rồi. Đủ rồi con. Nhiều lắm, nó ăn không cho nữa, không cho nữa. Tối rồi, nó ăn không hết. Hết rồi, hết rồi. Tâm đi đá banh. Rồi, thôi đi đá banh với chú Minh nha. Hùng Tâm. Đi đá banh với chú Minh. Bóp dột hai cánh vô. Nè. Cầm hai cánh vô. Cầm chặt vô. Ừ. Bay qua đây. Rồi. Rồi con đi rửa tay đi, con đi rửa tay đi. Bye bye bồ câu. Bye bye bồ câu đi. Bye bye bồ câu đi. Bây giờ mình đi bắt con gà lôi nè. Lẹ lên. Bye bye bồ câu. Con gà lôi kêu làm sao? Không Tâm. Lóc. Ồ, gà lôi kêu. Gà lôi kêu làm sao? Nè, ba. Rồi bye bye nha. Đây về, rồi, về. Tới về cho. Quá rồi, bữa nay mới buộc.